Trước khi xem video, các bạn vui lòng kéo xuống dưới video và nhấn vào nút đăng ký kênh, đồng thời nhấn vào biểu tượng chuông để nhận được những video mới nhất của kênh Mang Thai Baby.com. Những loại đồ uống cho bà bầu cực tốt trong mùa hè. Mùa hè nóng bức nên nhu cầu về đồ uống của bà bầu thường tăng cao. Bà nên lựa chọn những thức uống bổ dưỡng giúp cung cấp nhiều dinh dưỡng cho mẹ và thai nhi. Dưới đây là những loại đồ uống cực tốt cho bà bầu trong mùa hè. Thứ nhất là nước lọc. Dù bạn có mang bầu hay không thì nước vẫn vô cùng cần thiết cho cơ thể. Khi có thai, việc uống nước càng trở nên quan trọng hơn. Mỗi ngày mẹ bầu cần uống ít nhất 2 lít nước. Việc uống nhiều nước còn giúp cho mẹ bầu giảm chứng phù nề rất hiệu quả. Bạn có thể cho thêm vào cốc nước một vài lát chanh để tăng cường hương vị và bổ sung vitamin C. Thứ hai là nước mía. Nước mía có vị ngọt mát, giúp giải nhiệt rất hiệu quả trong mùa hè. Loại nước này còn cung cấp nguồn năng lượng nhanh chóng cùng nhiều dưỡng chất có lợi khác. Ngoài ra, nước mía cũng có tác dụng làm giảm bớt triệu chứng buồn nôn cho bà bầu. Tuy nhiên, bạn không nên uống quá nhiều, bởi trong nước mía có chứa tới 70% là đường. Thứ ba là nước cam. Nước cam rất bổ dưỡng cho bà bầu. Trong một ly nước cam có chứa rất nhiều dưỡng chất cần thiết, với nguồn vitamin C dồi dào, nhiều acid folic, canxi và kali. Đây đều là những chất có lợi cho thai kỳ của bạn. Mỗi ngày từ 1 đến 2 ly nước cam sẽ giúp bảo đảm sức khỏe cho cả mẹ và bé. 4. Nước ép cà chua. Cà chua là loại thực phẩm rất giàu dưỡng chất và các vitamin như vitamin A, vitamin C, đặc biệt là hàm lượng cao lycopene giúp giảm nguy cơ gây các bệnh ung thư. Do đó, nước ép cà chua rất có lợi cho sức khỏe cho bà bầu. Bạn nên uống loại nước này khoảng 20 đến 30 phút trước khi ăn để kích thích dạ dày sẵn sàng cho việc tiêu hóa. Tuy nhiên, cần lưu ý những bà bầu bị viêm loét dạ dày, tá tràng và viêm túi mật thì không nên uống nước ép cà chua. 5. Nước ép nho. Nước ép nho cũng rất nhiều lợi ích cho phụ nữ mang thai. Loại đồ uống này giàu lợi khuẩn, hỗ trợ tốt cho tiêu hóa, nhuận tràng và giúp ích cho quá trình bài tiết. Trong nho còn chứa nhiều kali và các vitamin giúp làm giảm lượng cholesterol và cân bằng huyết áp. Nước ép nho rất tốt cho mẹ và thai nhi, sau đó bạn nên đưa ngay chúng vào thực đơn của mình. 6. Nước ép bí ngô. Bí ngô là loại thực phẩm rất giàu vitamin C, B1, B2, B6 và các loại đường sucrose, pectin, magie, sắt, coban, đồng và muối kali. Với nguồn dưỡng chất phong phú như vậy, nước ép bí ngô xứng đáng là loại nước uống không nên bỏ qua cho bà bầu trong mùa hè này. Loại nước uống này sẽ mang lại giá trị dinh dưỡng cao trong thai kỳ của bạn. Không chỉ vậy, nước ép bí ngô còn giúp bà bầu chống lại chứng mất ngủ một cách rất hiệu quả. Và các mẹ bầu cũng có thể tham khảo những cái bài viết hay và bổ ích về mang thai và nuôi dạy con cái tại trang web của chúng tôi là mangthaibaby.com. Một lần nữa, xin được cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở những cái video kế tiếp.